Mới đây, tờ New York Times đã có bài viết với chủ đề Việt Nam sẽ một lần nữa làm nên phép lạ trong dịch COVID-19. Trong một thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Việt Nam nổi lên như một phép lạ. Nhiều tháng trôi qua, đất nước hình chữ S, dù có biên giới sát với Trung Quốc, đã duy trì số ca nhiễm ở mức thấp hiếm gặp. Không trường hợp nào tử vong do COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam. Việt Nam thậm chí còn ghi dấu ấn và được cộng đồng quốc tế ca ngợi khi nhiều lần hỗ trợ y tế cho các quốc gia khác và đặc biệt nỗ lực cứu chữa cho ca nhiễm virus số 91 là một phi công người Anh từ cõi chết trở về quê nhà nước Anh thần kỳ. Đến nỗi chính bệnh nhân đã tâm sự rằng nếu ở một nơi nào khác trên trái đất này chắc chắn tôi đã chết. Thực sự Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong suốt một thời gian dài, không phải là do may mắn. Các quán phở ở Hà Nội đã mở cửa trở lại với tiếng thìa đũa lách cách và tiếng thực khách thong thả nhấm nháp nước dùng. Nhiều khu du lịch ở địa phương cũng mở cửa trở lại thu hút du khách trong nước. Tuy nhiên, tuần trước, Việt Nam đã bất ngờ phát hiện ca nhiễm COVID-19 nội địa sau khoảng 100 ngày không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dương tính với virus. Dịch bệnh từ Đà Nẵng sau đó đã nhanh chóng lan ra một số địa phương khác, trong đó có Hà Nội, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đợt lây lan mới của dịch bệnh, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng hơn 500 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ đầu mùa dịch. Mặc dù số ca nhiễm virus ở Việt Nam chưa là quá lớn, song quốc gia này vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác, chống dịch như chống giặc. Dịch bệnh cũng dường như đang quay trở lại và diễn biến phức tạp ở châu Á, khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và một số quốc gia khác đều ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm nội địa mới. Việt Nam, quốc gia với 95 triệu dân, vẫn đang là trường hợp điển hình chống dịch thành công trên thế giới khi không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm virus nào tử vong trong suốt 3 tháng. Nếu Việt Nam khống chế thành công đợt dịch mới này, thì chắc chắn đây là hình mẫu để cả thế giới noi theo. Hơn hết, thế giới kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên phép lạ trong đợt lây lan mới của dịch bệnh. Việc chưa phát hiện ra ca nhiễm F0 ở Đà Nẵng đã khiến người dân và quan chức y tế Việt Nam lo ngại. Có lẽ những ca bệnh không dấu hiệu đã khiến dịch bệnh lây lan mạnh. Việt Nam đã phản ứng với đợt lây lan mới một cách nhanh chóng, mạnh và dứt khoát, một đặc trưng của đất nước này trong đối phó với dịch bệnh từ những ngày đầu tiên. Không lâu sau khi các ca nhiễm virus được xác nhận ở Bệnh viện Đà Nẵng, chính quyền đã đóng cửa sân bay thành phố. Hàng chục nghìn du khách đã tới Đà Nẵng, sau đó được sắp xếp rời thành phố một cách ổn định, trật tự. Những địa điểm nơi phát hiện người nhiễm virus đều được cách ly, phun thuốc khử trùng. Đà Nẵng là một thành phố xinh đẹp, năng động, được khách du lịch và các doanh nhân ưa chuộng. Hiện đang thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng là bắt buộc. Tin rằng với các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và sự đồng lòng của người dân, Đà Nẵng sẽ mở cửa đón du khách trở lại vào một ngày không xa. Tờ Bloomberg cũng viết Việt Nam đã đánh bại đợt virus corona đầu tiên bằng cách áp dụng chiến lược chống dịch mà Mỹ đã chia sẻ nhưng bị chính quyền ông Trump lãng quên. Theo Bloomberg, hiện tại Việt Nam tiếp tục sử dụng kế hoạch chống dịch như trước đây để đối phó với những ca lây nhiễm mới sau 3 tháng vắng bóng COVID-19. Thậm chí trước khi Việt Nam xác nhận có những ca nhiễm đầu tiên vào tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các ban ngành triển khai chiến lược đã được phát triển từ năm 2014 trong dự án an ninh y tế toàn cầu. Với sự hỗ trợ một phần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, CDC và những tổ chức khác, việc theo sát kế hoạch chiến lược này đã giúp Việt Nam đánh bại virus corona vào đầu năm nay, quét sạch các ổ dịch. Theo Bloomberg, điểm then chốt trong chính sách chống dịch thành công của Việt Nam là nhanh chóng xét nghiệm bệnh nhân, cách ly những người nhiễm bệnh, truy vết quyết liệt, cách ly 14 ngày với những người tiếp xúc với bệnh nhân. Thành tựu của Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới ca ngợi. Trong khi đó, Mỹ đã có hơn 4,4 triệu ca nhiễm bệnh, 150.000 người tử vong, trong khi ông Trump liên tục xem nhẹ sự lây lan của virus. Thay vì theo sát lời khuyên của chuyên gia, ông Trump từng đăng một bài viết cho rằng CDC đang nói dối về virus corona và coi thường bệnh này như cúm mùa. Việt Nam và Mỹ có nhiều sự khác biệt trong cách chống dịch. Vài tuần sau khi Việt Nam thông báo các ca bệnh đầu tiên vào cuối tháng 1, các trường học đã được yêu cầu đóng cửa. Ở Việt Nam bắt buộc đeo khẩu trang và cấm tụ tập, còn ở Mỹ thì một nửa người dân vẫn phản đối đeo khẩu trang và thích tụ tập. Ông Trump vẫn phản đối việc đóng cửa trường học, thậm chí còn dọa sẽ rút các khoản đầu tư liên bang nếu trường học không đưa học sinh trở lại. Việt Nam đã nhanh chóng xét nghiệm toàn bộ trường hợp nghi nhiễm, trong khi Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm. Bloomberg cho rằng Việt Nam có một số lợi thế then chốt mà Mỹ không có trong quá trình phòng dịch.
Ví dụ người dân rất đoàn kết khi chính quyền kêu gọi giãn cách xã hội, trong khi nhiều người Mỹ lại phản đối lệnh phong tỏa và lệnh yêu cầu đeo khẩu trang. Chiến lược chống dịch của Việt Nam bao gồm các tranh cổ động, tin nhắn cung cấp thông tin, ứng dụng giúp dân truy dấu các ca nhiễm bệnh ở gần và thông tin được cập nhật liên tục trên trang web của Bộ Y tế. Hà Nội hiện đang thực hiện xét nghiệm với 70.000 người từ Đà Nẵng trở về. Thành phố Hội An đang bắt đầu áp dụng cách ly xã hội. Trong khi đó, Bộ Y tế đã công bố thông tin về hàng chục địa điểm có khả năng là ổ dịch trên khắp cả nước. Hành động nhanh chóng của Việt Nam đã giúp quốc gia này trở thành lựa chọn của nhiều công ty đang tìm cách đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Một số công ty Nhật Bản với hỗ trợ tài chính từ chính phủ Nhật Bản đang tính tới phương án hoạt động tại Việt Nam, Bloomberg cho hay. Dù đã làm gì để chuẩn bị đối phó với virus corona, thì việc Việt Nam đã làm rất tốt là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Giống như trường hợp của New Zealand, New Zealand cũng được tôn vinh với câu chuyện chống dịch thành công. Giống như Việt Nam, New Zealand cũng hành động nhanh chóng để bảo vệ người dân. Và Thủ tướng Jacinda Ardern đã được tôn vinh vì những quyết định sáng suốt khi đó. Ngày 2 tháng 2 năm 2020, khi Philippines nhận trường hợp tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc vì dịch bệnh, New Zealand đã lập tức cấm mọi hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Mọi công dân trở về từ Trung Quốc đều sẽ bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày. Việc loại bỏ những sự ảnh hưởng của COVID-19 sớm hơn so với đa số các nơi khác trên thế giới, cả hai quốc gia đều trông đợi vào nguồn thu từ du lịch. Tuy nhiên, trong khi ngành du lịch của New Zealand vẫn đang gặp khó khăn vì thiếu nguồn thu từ nước ngoài, Việt Nam lại phục hồi nhờ du lịch trong nước. Một số quốc gia lại chọn con đường khác và họ sớm phải thấy hậu quả. Như Anh Quốc, họ đã không chịu thực hiện phong tỏa cho đến khi số ca nhiễm lên tới 6.500 ca và 330 người ngã xuống. Hay như Thụy Sĩ, theo đuổi miễn dịch cộng đồng đã khiến 6.000 người chết. Và điển hình như Mỹ, vốn coi thường virus corona như bệnh cúm mùa và đang phải trả cái giá quá đắt khi là ổ dịch lớn nhất thế giới, nạn thất nghiệp, bạo loạn diễn ra khắp nơi. Trung Quốc mới đầu là tâm dịch nhưng cũng đã kiểm soát tình hình sau những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt. Dù nhìn nhận con số ấy thế nào, dư luận quốc tế đều đồng thuận rằng Việt Nam đã chống dịch cực kỳ thành công, đặc biệt là khi so sánh cùng với các quốc gia giàu có hơn, với nhiều nguồn lực hơn. Đặt lên bàn cân, chúng ta có Mỹ với hơn 4,43 triệu ca nhiễm, hơn 150.000 người tử vong. Ở Anh Quốc, hơn 300.000 ca nhiễm và gần 46.000 người đã ngã xuống. Nga có hơn 823.000 ca nhiễm, hơn 13.500 trường hợp đã ra đi. Và Ấn Độ, dịch bệnh đã lây lan cho gần 1,5 triệu người nhiễm, cướp đi hơn 33.500 sinh mạng. Và giờ khi xuất hiện làn sóng dịch bệnh mới, cả thế giới trông chờ Việt Nam giải quyết nó thế nào. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.